nghệ sĩ tiểu linh đã hối hận xin nhận lại cháu ngoại bùm bùm đã khóc nức nở khi thấy ba tiểu linh đứng trước nhà hồng loan và những người trong gia đình không hiểu vì sao chú bảy lại đến đây bởi vì trước đây chú bảy đã từ mặt ba chị em hồng loan hay lại có một âm mưu gì khác mọi người trong gia đình đã hiểu sai hết rồi nay nghệ sĩ tiểu linh đến nhà muốn được nhìn mặt đứa cháu ngoại duy nhất vừa mới chào đời ông được lên trước ông ngoại rồi đứng trước bùm bùm hai cha con đã ôm chầm lấy nhau nước mắt giàn rụa nghệ sĩ tiểu linh đã bỏ qua cái tôi quá lớn của ông để ôm chầm con gái và đứa cháu ngoại vừa chào đời ba xin lỗi rất nhiều đã lâu rồi bùm bùm mới cảm thấy ấm áp đến thế đã cảm nhận được tình yêu của cha mà bao lâu nay cô hằng mong ước dù gì cũng là cha con máu mủ ruột thịt bùm bùm cũng muốn con trai sẽ có gia đình đầy đủ sẽ có ông ngoại nên mọi người hiểu lầm đôi bên đều tha thứ cho nhau để có được gia đình trọn vẹn hồng loan đứng cạnh cũng rơi nước mắt thương chú bảy lặn lội qua xin lỗi và được nhìn cháu ngoại nên là mọi chuyện trước giờ cô cũng xem như chưa có gì xảy ra mới đây mạng xã hội tiktok lan truyền đoạn clip về em trai ruột của nghệ sĩ ưu tú vũ linh là nghệ sĩ tiểu linh ông livestream trên trang cá nhân để tuyên bố từ mặt con gái ruột là võ trần thùy dung tên thường gọi là bùm bùm và cháu ruột võ thái thành mỹ vì đã đứng về phía bên vực hồng loan nghệ sĩ tiểu linh tuyên bố một cái từ đối với tôi là quá mất dạy một đứa con kêu tôi bằng ba một đứa cháu kêu tôi bằng chú cho tôi bỏ hai từ này đi kể từ ngày hôm nay tiếng ba và tiếng chú cho tôi rút cả đời đến khi tiểu linh nhắm mắt vẫn sẽ mang theo câu nói này tôi chỉ nói vậy thôi ông bà có câu hùm giữ không ăn thịt con mà bây giờ con nó ăn thịt cha luôn rồi ăn thịt cả dòng họ luôn rồi thì còn gì mà nói nữa được biết trong vụ tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh con gái nghệ sĩ tiểu linh là bùm bùm và cháu trai của ông là thành mỹ luôn kề vai sắt cánh bên hồng loan cả hai thậm chí còn livestream bán hàng giúp cho người chị người em của mình nên không được lòng nghệ sĩ tiểu linh ngay sau lời tuyên bố của tiểu linh hai người con nuôi của nghệ sĩ vũ linh là vũ luân và bình tinh cũng lên tiếng vũ luân tuyên bố kể từ hôm nay võ trần thùy dung và võ thái thành mỹ là em ruột của anh hai bất cứ tụi em cần gì cứ lên tiếng với anh hai còn nghệ sĩ Bình Tinh cũng bình luận phía dưới. Chị ba phụ lo nữa nha anh hai. Hoa hậu Phương Lê thương bầm bầm không có việc làm, tặng quà khủng cho bầm bầm trước nghệ sinh em bé. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Phương Lê thông báo cô đã chính thức làm mẹ đỡ đầu cho con của bầm bầm, con của chú Bảy Tiểu Linh, em họ của Hồng Loan. Ngoài ra chị bầm bầm sinh con, Phương Lê sẽ tặng cho bầm một căn chung cư ở quận Phú Nhuận, gần với căn nhà của nghệ sĩ Vũ Linh. Tuy Phương Lê chưa tiết lộ về giá trị của căn hộ sắp tặng, nhưng dân mạng đồn đoán ở Phú Nhuận căn hộ sẽ không dưới 3 tỷ đồng. Điều này khiến fan hết sức ngỡ ngàng và ngưỡng mộ độ chịu chơi của Hoa hậu Phương Lê. Nhiều khán giả bình luận, thương quá Phương Lê ơi, vừa đẹp người vừa đẹp nết lại còn tốt bụng quá, trên đời hiếm có người như vậy. Phương Lê cho biết, vì chị thương cho cô em gái Hồng Loan, nên bất cứ ai ủng hộ Hồng Loan chị đều giúp đỡ hết mình. Chị làm vậy là do lòng yêu mến đối với chị em Hồng Loan, đừng ai nói rằng chị chiêu trò để đóng bóng tên tuổi. Phương Lê không cần làm điều đó vì mình đâu phải là nghệ sĩ gì đâu mà phải làm như vậy. Trước món quà đặc biệt này của Hoa hậu Phương Lê, bùm bùm và ông xã hết sức xúc động, thay mặt em bé gửi lời cảm ơn chân thành đến mẹ đỡ đầu Phương Lê. Được biết, sau khi drama tranh giành tài sản trong gia đình nổ ra, bùm bùm luôn ủng hộ Hồng Loan từ đầu đến cuối vì chị em thân thiết và quá hiểu tính nhau. Bùm bùm là con của nghệ sĩ Tiểu Linh, cũng nói về câu chuyện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh muốn đem tài sản giao cho con gái Hồng Loan có một ngày em và chồng lên thăm bác năm lúc đó bác mới ngủ dậy và tắm xong bác tỉnh táo chứ không có nhậu em còn chào bác thì bác nói khi nào hai đứa cho bác bồng cháu em mới nói là có Ruby, con chị phượng rồi con chị loan cũng mấy đứa thôi con cứ từ 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 đi bác bác mới hỏi ngược lại em ủa con phượng họ gì con họ gì con của con phượng là khác con của con là khác lúc đó em cũng chỉ biết nghe rồi tự dưng bác đề cập đến chuyện tài sản bác giờ cũng gần đất xa trời rồi không còn sống bao lâu nữa đâu khi bác mất tài sản này cho ai không cho chị loan mà chứ ai trong giấy tờ bác có mình còn loan là con không để cho nó thì để cho ai sau này bác đi chị loan sẽ thay bác lo cho con con ráng ở bên cạnh chị loan đừng bỏ nó bác nói xong thì chị vào bác im lặng đánh trống lãng đi sau này nghĩ lại mới biết những điều bác nói đều có nguyên do cả được biết bùm bùm sẽ sinh con trong hai tuần nữa Phan rất mong nhìn mặt em bé và cậu Phúc bơm được mẹ tròn con vuông. Bùm bùm vừa sinh con đầu lòng, Phương Lê tới ngay bệnh viện tặng 500 triệu đồng và cuốn sổ đỏ căn nhà chung cư ở Phú Nhuận làm quà cho em bé. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Phương Lê thông báo chính thức là mẹ đỡ đầu cho con Bùm bùm, tức con của chú Bảy Tiểu Linh, em họ Hồng Loan. Phương Lê khoe hình ảnh cô chuyển khoản 500 triệu đồng cho Bùm bùm với lời nhắn: "Chúc Bùm mạnh khỏe, em bé mau ăn trong lớn. Tiền này là chị tặng cho bé Bùm bồi dưỡng, còn một món quà vô cùng lớn chị sẽ mang tới bệnh viện nhé." Theo tiết lộ của Bình Tinh, em gái Bùm bùm hạ sinh một bé trai nặng 3,6 kg rất khôi ngô tuấn tú. Ngay lập tức nhiều fan đã chúc mừng bùm bùm mẹ tròn con vuông. Được biết món quà khủng mà Phương Lê nói đến là một căn hộ trung cư ở quận Phú Nhuận, gần với căn nhà của nghệ sĩ Vũ Linh. Tuy Phương Lê chưa tiết lộ về giá trị căn hộ sắp tặng nhưng dân mạng đồn đoán, ở Phú Nhuận căn hộ sẽ không dưới 3 tỷ. Điều này khiến fan hết sức ngỡ ngàng và ngưỡng mộ độ chịu chơi của Hoa hậu Phương Lê. Nhiều khán giả bình luận, thương quá Phương Lê ơi, vừa đẹp người vừa đẹp nết, còn tốt bụng, trên đời hiếm có người như vậy. Phương Lê cho biết vì thương cho cô em Hồng Loan nên bất cứ ai ủng hộ Hồng Loan, chị đều giúp đỡ hết mình. Chị làm vậy do lòng yêu mến đối với chị em Hồng Loan. Đừng ai nói rằng chị chiêu trò để đánh bóng tên tuổi. Phương Lê không cần làm điều đó vì mình đâu phải nghệ sĩ đâu, phải làm vậy. Trước món quà đặc biệt của Phương Lê, Bùm Bùm và ông xã hết sức xúc động, thay mặt em bé gửi lời cảm ơn chân thành đến mẹ đỡ đầu Phương Lê. Trước đó Phương Lê rất tức giận khi đọc được dòng trạng thái của nghệ sĩ Tiểu Linh, cha ruột của Bùm Bùm. Tôi nói thẳng luôn, một từ đối với tôi quá mất dậy. Một đứa con kêu tôi bằng ba, một đứa là cháu kêu tôi bằng chú. Cho tôi bỏ hai từ này đi. Kể từ hôm nay, tiếng ba và tiếng chú cho tôi xin rút. Cả đời đến khi Tiểu Linh nhắm mắt vẫn sẽ mang theo câu nói này của mình xuống đáy mồ. Tôi chỉ nói vậy thôi. Ông bà nói câu, hùng dữ không ăn thịt con. Mà giờ con nó ăn thịt cha luôn rồi. Ăn thịt cả dòng họ luôn rồi còn gì mà nói nữa hôm nay trước clip này tiểu linh tuyên bố không có đứa con tên võ trần thùy dung võ thái thành mỹ không bao giờ có trong lòng tôi được biết sau khi drama tranh giành tài sản trong gia đình nổ ra bùm bùm luôn ủng hộ hồng loan từ đầu tới cuối vì chị em thân thiết và quá hiểu tính nhau bùm bùm cũng nói về câu chuyện của cố nghệ sĩ tù vũ linh muốn đem tài sản giao cho con gái hồng loan có một ngày em và chồng lên thăm bác Năm, lúc đó bác mới ngủ dậy và tắm xong, bác tỉnh táo chứ không nhậu. Em chào bác thì bác hỏi, khi nào hai đứa cho bác bồng cháu? Em mới nói là có Ruby con chị Phượng rồi, rồi con chị Loan cũng mấy đứa. Thôi con cứ từ từ đi bác. Bác mới hỏi ngược lại em, ủa con Phượng họ gì? Con họ gì? Con của con Phượng là khác, con của con là khác. Lúc đó, em cũng chỉ biết nghe, rồi tự dưng bác đề cập đến chuyện tài sản bác giờ cũng gần đất xa trời rồi không còn sống bao lâu nữa đâu khi bác mất tài sản này cho ai cho chị loan mày chỉ cho ai trong giấy tờ bác có mình con loan là con không để cho nó thì để cho ai sau này bác đi chị loan sẽ thay bác lo cho con con dáng bên cạnh chị loan đừng bỏ nó bác nói xong thì chị pê vào bác im lặng đánh chống lảng đi chuyện khác sau này nghĩ lại mới biết những điều bác nói đều có nguyên do cả Bùm bùm vừa hạ sinh con trai đầu lòng Phương Lê chuyển ngay 500 triệu. Mới đây trên trang cá nhân của Hồng Loan chia sẻ hình ảnh Bùm bùm sinh một bé trai kháu khỉnh. Khi Bùm bùm vừa sinh con xong, Hoa hậu Phương Lê đã chuyển ngay 500 triệu chúc mừng mẹ con Bùm bùm. Bùm bùm sinh con nhưng rất tiếc không có mặt của ông ngoại Tiểu Linh, mang trong mình dòng máu cha con vậy mà Tiểu Linh coi Bùm bùm như cái gai trong mắt, không quan tâm gì đến con ngay cả cháu mới chào đời cũng không một lời hỏi thăm. Sinh con xong đau thấu trời xanh vậy mà không có tình yêu thương của cha bên cạnh. Toàn cảnh của Bùm bùm ai cũng xót xa. Cũng may bên cạnh bùm bùm còn có Hồng Loan, các anh chị như Hoa hậu Phương Lê, anh Hai Vũ Luân, chị Ba Bình Tinh, những người luôn yêu thương giúp đỡ bùm bùm hết sức. Bên cạnh đó, người chồng chính là động lực lớn nhất giúp bùm bùm vượt qua thời kỳ khó khăn này. Ngay cả khán giả cũng thương, xót xa, liên tục nhắn tin động viên, còn có người cho cả quần áo và vật dụng chăm sóc hỗ trợ bùm bùm. Trong cái rủi cũng có cái may, nhận được tình yêu thương quá lớn, gia đình của Hồng Loan luôn trân trọng và cảm ơn tất cả anh chị cô chú đã luôn động viên và đồng hành cùng gia đình Hồng Loan. Trước đó nghệ sĩ Tiểu Linh tuyên bố, một cái từ đối với tôi là mất dạy một đứa con kêu tôi bằng ba một đứa là cháu kêu tôi bằng chú cho tôi bỏ hai từ này đi kể từ ngày hôm nay tiếng ba về tiếng chú cho tôi xin rút nghệ sĩ Tiểu Linh tuyên bố cả đời đến khi Tiểu Linh nhắm mắt vẫn sẽ mang theo câu nói này của mình xuống đáy mồ tôi chỉ nói vậy thôi ông bà có câu hùm giữ không ăn thịt con mà giờ con nó ăn thịt cha luôn rồi cả dòng họ nó ăn thịt luôn rồi còn gì mà nói nữa hôm nay trước clip này Tiểu Linh tuyên bố không còn được con tên võ Trần Thủy Dung võ Thái Thành Mỹ